Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hai bên thống nhất cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả kể từ khi bình thường hóa quan hệ và sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Tổng Bí thư nêu rõ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên cũng nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng những lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản luôn có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế. Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là bước đi quan trọng, làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt là trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn, mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi giáo dục. 10 năm trước đây, hai nước đã đạt được một cột mốc lớn khi xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Tôi đánh giá cao cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau để xử lý các hậu quả chiến tranh. Tôi thực sự trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Biden tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, quốc phòng, an ninh. Việc Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông và dư luận quốc tế. Tờ Washington Post, Wall Street Journal và tờ The Economist của Anh gọi chuyến thăm của ông Biden là chuyến đi đáng chú ý nhất kể từ khi Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam vào năm 2000. Chuyến thăm giúp hai nước gắn kết và cởi mở hơn về mặt ngoại giao. Các quan chức trong chính quyền của ông Biden cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Việt-Mỹ, khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này. Theo Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng chuyến thăm của ông Biden là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hai nước, phản ánh vai trò dẫn đầu của Việt Nam trong các đối tác của Mỹ tại khu vực.